Henry Nhật Vũ xin kính chào tất các bạn. Hôm nay mình đặc biệt giới thiệu đến các bạn cặp loa của Mỹ Realistic Nova 8. Realistic Nova 8 nha các bạn. Đây là một dòng loa cổ của Mỹ. Mỹ là mà trong giới âm thanh hay gọi là Mỹ nồi đó. Hàng còn rất là đẹp và đặc biệt là nguyên bản. Nguyên bản nha. Loa còn nguyên cái chất thùng gỗ lạng đó. Cái việc trầy xước là cái việc không phải tránh khỏi do cái thời gian nhé, nhưng mà ngoại hình đây, ngoại hình tổng thể của nó rất là đẹp, đặc biệt là cái phần lưới nè, cái phần lưới mắt cáo bằng gỗ này không gãy, những không có bị gãy hoặc là cái màng lưới bên trong không có rách. Các bạn nhìn nó rất là cổ điển và nhìn rất là sang. Nếu mà các bạn thích chơi âm thanh thì trưng bày những cặp này thì rất là chất. Và cái phần âm thanh cũng rất là hay. Hay ở đây là cái phần ba dải nó rất là đều. Những cái dòng loa cổ có nhược điểm, có nhiều loa có nhược điểm là cái phần âm trầm. Cái phần âm bass á, nó không có mà mềm, đánh rất là khô. Nhưng đây là cái dòng loa của Mỹ. Thì cái phần âm trầm này, đây, để mình mở lưới cho các bạn xem. Này mình để lưới hờ thôi. Ở đây ở lưới nó có bốn con ốc đây nè, bắt xếp vô trong đây, nhưng mà mình mở ốc ra rồi. Đây, bạn thấy không, rất là chất lượng. Ở cái khung gỗ này không nè. Đó, lưới nó còn nguyên bản hết. Bát nè, bát 30. Đó, nguyên một khung nè. Cái khung gang này từ ngoài vào bên trong luôn. Và con này nó có cái thiết kế đây, mình lại gần cho các bạn xem cái gân loa nè, bằng vải còn rất là mềm, và nó làm đặc biệt, nó làm khuyết sâu vào bên trong chứ không phải là dương ra bên ngoài nhé, âm vào trong. Đây, cái tuyến loa rất là đẹp, còn nguyên bản luôn. Cái âm trầm của cái dòng này cực kỳ tốt luôn và rất là mềm, có thể chơi cả những cái dòng nhạc hiện đại luôn các bạn, chứ không phải là chỉ chơi nhạc trữ tình, hòa tấu. Chút nữa mình sẽ đánh với âm ly thì cho các bạn thưởng thức nhé. Còn đây, loa này là loa chính xác là loa 3 đường tiếng với hệ thống 4 loa, chứ không phải là có nhiều trang viết là loa 4 đường tiếng nha. Dạ không phải. Đây, loa bass siêu trầm ở đây. Cái này là hai cái loa mà hỗ trợ cho cái phần âm trung, mid, và đây là cái phần siêu trap. Nó có cái dải, nó có mạch phân tầng ở trong rất rõ ràng, và cái mạch phân tầng này mình sẽ cho các bạn xem ở bên trong nhé. Cực kỳ lớn ở bên trong. Và mỗi củ từ cũng đều rất là chất lượng. Anh thấy không? Rất là dày. Gỗ lại rất là dày. Và bây giờ mình test nhạc thôi. Hoa Trinh Nữ, ca sĩ Như Quỳnh. Khi vua kéo quân về tình cờ gặp.
Rồi các bạn, mình tạm ngưng nhạc đây. Hồi nãy mình đang vặn vít vào bốn góc của cái loa này, tại vì hồi nãy mình quan sát cái loa nó rõ hơn nhá. Mình sẽ lùi một cái loa còn lại. Đây. Cứng không nhẹ giờ. Chưa hết. Đây các bạn. Đây, cái tiếng loa rất là đẹp. Rất là mới. Rồi chúng sẽ test nhạc tiếp nha các bạn. Hôm nay mình giới thiệu chi tiết nên các bạn thoải mái. Mình tăng một ít bass cho 5 ly lên nhé. Lội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm. Chim muông buồn rủ nhau bay về đâu, ngẩn ngơ lũ vượn gọi nhau. Nào những khi ôm thêm súng tê tay, đây các bạn, cái phần âm trầm con Realistic Nova 8 này rất là tốt. Cái đó là cái chuyện mà các bạn không cần phải quá lo lắng khi thưởng thức nhiều thể loại nhạc trên cặp loa này. Thường những cái dòng loa cổ đó, nó hay có nhược điểm đó. Nhưng mà con này đáp ứng cái phần âm trầm rất là tốt, mềm, sâu và có thể chơi những cái đoạn bass nhanh nữa, chứ không phải chỉ là những cái tiếng ra chậm. Đây các bạn, ở phía sau mình chưa giới thiệu các bạn cặp loa còn hai cái xeo chỉnh mid và treble nha các bạn. Cái khá loa và âm ly khá là to nên đặt ở trên cái bàn này không thấy rõ được hết. Đây các bạn, dây loa âm dương và cái phần cái xeo chỉnh nè. Cái phần này phần mid nha, phần này phần treble. Mình đang để ở cân bằng nè, cái đường gạch trắng này là cái đường cân bằng. Còn nếu các bạn muốn chỉnh tăng lên hết mức theo cái ý thích của mỗi người thì đây, cái mũi nằm đây, còn không là trở về cân bằng, normal. Đấy, để các bạn có thể chỉnh theo ý thích riêng của mỗi người nha. Và mình xin giới thiệu một chút về cái phần kích thước của cặp loa và công suất nhé. Loa có công suất dòng cổ ghi là 60W, nhưng mà công suất thực tế của nó so với cách tính hiện tại bây giờ thì có thể hơn 100W. Nếu so với những cái loa hiện đại nhé, hơn 150W luôn. Nếu mà so sánh về công suất, kích thước, công suất bass cộng hưởng thì những cái dòng này thì có thể trên 150W. Nếu mà so với một ví dụ là loa 305 của Bose nha các bạn. Chiều cao của loa là 64cm. Chiều cao 64 nha các bạn. Bề ngang là 35,5. Còn bề sâu là 29cm. Mỗi loa nặng 15kg. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe nhạc hòa tấu ở trên YouTube. Thử nghe connector sở học kỳ đồ cơ vòng mới. Show Battle âm nhạc thời trang lần đầu tiên tại Việt Nam. Đừng bỏ lỡ, 19 giờ ngày 11 tháng 12 trên app Lazada.
nãy giờ mình chưa giới thiệu các bạn phần âm ly Kenwood KV1000R này. Con này công suất cũng khá là lớn nha các bạn, rất là nặng. Các bạn thấy cái phần tăng phô, nếu mà nhìn về thì có thể thấy được rõ cái phần tăng phô nằm ở đây nè, rất là lớn luôn, trên 10 cm. Cái chiều dài và bề ngang rất là lớn. Vì con này đánh được bốn con sò sừng trâu lớn và một con STK. Thường là bốn con sò thôi, con này thêm một con STK nữa. Con này đánh được hai kênh AB và đánh được thêm hai loa surround nữa. Do đó cái phần con STK nó hỗ trợ cho cái phần surround và ra sub. Các bạn, âm ly này chỉnh bass trep ở đây nha. Light tree có nghĩa là đi thẳng, không có qua tinh chỉnh bass trep đó. Còn cái phần này là phần tinh chỉnh cái surround, và chúng ta nếu mà không tinh chỉnh surround thì không cần bật nó lên, vẫn chạy chế độ stereo bình thường. Kênh A và kênh B. Con này âm ly 260W nha các bạn. 260W. Và nãy giờ mình kéo cái phần âm lượng lên khá là nhiều, tại vì công suất cặp loa nó rất là lớn. Và âm ly hiện tại thì mình thấy nó cũng đáp ứng tốt về cái phần công suất cho cặp loa này. Nếu các bạn có những cái dòng âm ly nào cao cấp hơn nữa, chẳng hạn như những cái dòng âm ly cổ của Marantz, hoặc là giống như vậy nè, nó cũng là một thiết kế cổ điển và có những cái mái gỗ hoặc là những ốp gỗ bên trên kiểu của Marantz, hay là những cái dòng cổ đó, thì ghép với cặp loa này sẽ cho tiếng nó còn hay hơn nữa rất là nhiều. Nhưng mà các bạn nhớ là cái phần công suất cũng phải đáp ứng được tốt nha. Đấy, và bây giờ mình sẽ test một bài nhạc mạnh nữa trước khi kết thúc bài test con Realistic Nova 8 ngày hôm nay. Trên YouTube bây giờ quảng cáo rất là dài các bạn. Xa lúc xuân chết ổn hà lúc chỉ tới đó chú bị đang là thế bên xe về chỉ là các bạn. Nãy giờ mình mở một bài nhạc mạnh và cũng sẵn nhân tiện giới thiệu đến các bạn đây một số dòng cổ điển để các bạn vừa chơi vừa trưng bày. Đây là cái tủ đài, đây là tủ đài đĩa than nhé các bạn. Mình đang để trên kệ nên không có bung hết cái nắp này lên được, để bung cái nắp lên cao và nó sẽ có cái ngàm giữ lại CD và đĩa than, cassette, vân vân. Và đây là một cái radio của Đức 1954. Hàng về có con đây, một cái thùng CD, cassette, nghe điện thoại, máy tính cộng 3.5 và đặc biệt là karaoke. Mic 1, mic 2, micro 1, micro 2, âm lượng, phần echo đây. Đấy các bạn. Chỉnh bài trên này, chỉnh đây thăng nè và lùi.
Đây, tăng âm, lùi âm. Màn hình sẽ nằm ở đây nha các bạn. Hai cái loa tích hợp bên trong luôn. Mình sẽ không dùng từ là loa kẹo kéo bởi vì đây là một cái thiết kế nhạc rất là hay. Cũng là so sánh được. Rồi. Loa Tannoy Mercury F3. Loa cột. Và đây là cặp loa BMW. Đây các bạn. 603. BM603. Màn carbon nhé. Còn đây là Panasonic SBD70. Loa 3 tấc luôn. Các bạn có thể inbox cho mình để tìm hiểu những sản phẩm yêu thích, những cái dòng loa lớn hoặc là những dòng cổ điển. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Đừng quên bấm like cho mình hoặc là tham khảo thêm trên website hay là đi nhạc vụ.com, Facebook và Zalo nữa nhé.